chuẩn bị cho thi trạng nguyên tiếng Việt cấp trường vòng 16. Nó sẽ tổ chức thi vào ngày ở Ninh Bình, tổ chức thi vào ngày 21 và ngày 22 tháng 12. Bây giờ giáo sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài vòng 16 trạng nguyên tiếng Việt. Bây giờ thì mời các bạn sẽ thi vòng 16 cấp trường. Cùng thi. Hãy giúp hổ vàng sắp xếp lại vị trí các ô trống để thành câu. Nếu sai quá 3 lần thì sẽ bị dừng lại. Và thăm 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đăng tải dữ liệu này. Mạng nguyên kém quá này. Này chẳng nguyên tiếng Việt mạng quá kém luôn. Rồi. Đấy, Việt Nam đẹp nhất của tên Bác Hồ rồi. Lá rừng với gió, ngân xe xẻ. Cái này là trích trong bài Hùa Bản. Ấn vào một lúc mới hiện đúng lên trên thật. Trung hậu. Từ này là từ trung hậu. Trung hậu này là dành cho người phụ nữ Việt Nam. Thương nhau che chẳng ở riêng, che chẳng ở riêng. Này là bài che Việt Nam. Mang theo chuyện cổ tôi đi, theo chuyện cổ tôi đi. Thuyền ta chậm chậm vào Ba Bể, thuyền ta chậm chậm vào Ba Bể. Dấu chấm nữa để cuối. Nắng mưa từ những ngày xưa lặn trong lời mẹ đến giờ chưa tan. Mẹ ôm chân đằng hoa. Nắng mưa từ những ngày xưa nó bao nhiêu câu lâu phết nhỉ? Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa, nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa. Bây giờ cái bài đấy học ở lớp 6. Mẹ à? Mẹ bố mẹ đang đọc. Bài chuyện cổ nước mình. Đúng rồi. Ví dụ chuyện cổ nước tôi với những Quê hương là con diều biếc, là con diều biếc. Nhiều phết, nhiều câu lắm. Đang tải dữ liệu bạn chờ thì rồi.
cứ từ từ. Thịt mặt mẹo này thì sao được. Thôi, làm hiện thì lâu quá. Thế đến vòng thi thứ hai. Em hãy giúp bạn khỉ nối từng ô chữ thích hợp ở giữa với hàng trên và hàng dưới để tạo thành từ. Chú ý có những ô chữ không ghép được với ô ở giữa, phải là ghép lại thành từ. Cái toàn này thì có chu toàn, bảo toàn, hoàn toàn, cầu toàn, an toàn. Rồi, chu toàn, bảo toàn, từ có nghĩa đấy, hoàn toàn, an toàn, toàn cầu, toàn cầu là toàn thế giới ấy. Lâu quá rồi. Rồi, toàn Mỹ, toàn Mỹ đẹp hết, đẹp toàn xương, toàn da, toàn tập, toàn tập được tất cả các loại, toàn tâm, toàn thể, toàn diện, toàn diện. Lầu gươm, à, đúng rồi mà mãi không hiện. Rồi, toàn cầu. Đó. Đấy, cầu toàn cũng đúng. Để nói đây. Không. Đang hướng dẫn học sinh mà tinh. Thành ngữ sau đây, vấn đề là giọng bài trắc nghiệm nó có sẽ 10 câu. Thành ngữ nào sau đây viết đúng? À, vậy thì mình tìm cái sai là ra cái đúng. Một nắng nhiều sương là sai rồi. Một nắng hai sương là đúng rồi. À. Một nắng tan sương là sai. Một nắng ba sương là sai. Đáp án nào dưới đây là danh từ? À, danh từ là những từ chỉ người, đồ vật, sự vật. Hoa sen đúng rồi, quan sát, chạy nhảy. Nấu nướng ngoài, vậy thì hoa sen này là danh từ đúng rồi. Từ nào sau đây là từ ghép tổng hợp? Ghép tổng hợp có hai loại ghép tổng hợp, hai ghép tổng hợp rồi ghép mà. Thể tách hai cái tiếng ấy là mỗi tiếng đều có nghĩa. Cây bàng không phải rồi, hạt lạc không phải rồi, bạn bè đúng không? Quả chanh thì bạn bè này rồi ghép. Tổng hợp. Từ lóng lánh được phân loại là từ lấy gì? À. Long lánh à, thì nó có mấy loại lấy này, lấy âm đầu, lấy vần, lấy cả âm lẫn vần, lấy hoàn toàn đấy, thì cái này là lấy âm đầu, lờ là lấy âm đầu. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực, à, thể hiện sự chân thành sâu sắc không phải rồi, hãnh diện hài lòng không phải rồi, kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn. À, đúng rồi, cái này là nghị lực. Thế là còn nhanh trí xử lý tình huống là thông minh rồi. Vậy thì chắc chắn là phải là kiên quyết hành động. Kiên quyết hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn. Nghị lực. Okay. Đúng không? Chắc chắn là đúng. Nếu chúng mình có phép lạ, ngủ dậy thành người lớn ngay, đứa thì lặn dưới đáy biển rồi. Từ lặn, cái này là bài nếu chúng mình có phép lạ. Từ nào sau đây viết sai chính tả? Lỏng lẻo thì đúng rồi, trong suốt thì đúng rồi, tròn trịa đúng rồi. Vậy thì xúc tích, xúc sở nhẹ sai rồi, xúc tích đúng rồi. Dòng nào sau đây gồm các từ ghép tổng hợp? Ghép tổng hợp, ghép tổng hợp tức là tách ra. Đây là xe máy, xe đạp ngoài rồi, gạo nếp gạo tẻ ngoài rồi, xe máy ngoài. Nấu nướng của nhà cửa đúng rồi. Đấy, nấu nướng nhà cửa này chính là ghép tổng hợp.
từ nào sau đây là danh từ riêng? Như riêng viết hoa, cái tìm danh từ riêng viết hoa dễ quá, Điện Biên này. Từ nào dưới đây là từ ghép phân loại? Phân loại thì sẽ là cây cối, là tổng hợp xe cộ, tổng hợp ruộng đồng, xe đạp này là phân loại này. Nhanh vậy, bạn đã hoàn thành bài trắc nghiệm nhỉ? Nộp bài, xác nhận. Xác nhận một 300. Đấy. Chúc các bạn thi tốt. Kịch 13 phút 50 giây như này là bởi vì cái mạng chạy quá lâu. Các bạn nhớ rèn luyện thi tốt.